Tổng kho gia dụng Như Thiết xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay bên tổng kho Như Thiết sẽ tiếp tục lên một cái video, đó là tổng xả kho cuối năm các bác nhé. Mua sắm thả ga không lo về giá. Các bác xem video thấy hay thì cho em xin một nút like cũng như một nút chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cái việc đăng ký kênh nó rất là quan trọng với em. Đó, để khi em lên video mới thì các bác có thể là nhận được video và xem trực tiếp luôn nhé. Đấy, các bác ưng sản phẩm nào thì nhanh tay gọi điện chốt đơn cho em theo số home phone em dán ở trên màn hình, đó là 0867024332 các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hóa đơn trên 200k em xin được miễn ship 500k, em sẽ gửi tới các bác những phần quà tri ân nhé. Và không để các bác chờ lâu, bây giờ em xin đi vào trực tiếp báo giá từng sản phẩm ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được sale xả cho các bác, đó là cái mã sản phẩm đèn nháy nhé. Đó, đèn nháy này, nó nháy theo cảm ứng âm nhạc cho em nhé. Chỉ với một cái thao tác rất là đơn giản, đó là các bác cắm một ổ điện cho em và bật này, tắt này. Đấy, một cái mã sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Tỏa cả một căn phòng luôn, đầy là chớp, đầy là nháy, đầy là những cái hình ảnh nhá. Đấy, các bác hát karaoke thì quá tuyệt vời cho em, xả stress sau những cái ngày làm việc mệt mỏi hay là Tết đến xuân về, chúng ta ngồi cùng bên nhau nhé. Đó, hát bài hát thì rất là tuyệt vời luôn cho em. Và với cái mã đèn điện này em đang bán là 120k, nhưng trong video ngày hôm nay em xin được xả xuống cho các bác chỉ có 60k thôi các bác nhé. Giảm 50% cho các bác sắm thả ga không lo về giá luôn. Cảm ứng âm nhạc tuyệt vời cho em luôn nhé các bác nhé. Các bác chỉ cần mở nhạc là nó sẽ cảm ứng, nó sẽ chuyển màu liên tục theo âm nhạc luôn cho em nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Xoay chế độ xoay tự động này, nó cái vùng tỏa của nó thì rất là rộng luôn. Đấy, các bác lên đơn cho em nhé, cái mã nhé. Đây, mã này, đèn xoay đổi màu em xin gửi tới các bác với một mức giá chỉ 60k thôi, không đâu rẻ bằng Shop Như Thiết nhé các bác nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được xả cho các bác nhé, một cái sản phẩm rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái dịp Tết đến xuân về, để dọn dẹp nhà cửa nhé, lau chùi cái không gian nhé. Em xin test luôn, bóc luôn cho các bác một cái sản phẩm này rất là tuyệt vời luôn. Đó là cái mã chủ quét mặt nhện bên em nhé. Đấy, được thiết kế bằng nhựa silicone hình cầu tròn như này cho em. Đó, cái lông rất là mềm mịn, đảm bảo khi quét đó, nó có những cái cạnh sắc ở bên trên, đảm bảo khi quét là chúng ta sẽ vượt hết những màng nhện và bụi bẩn nhá. Rất là tuyệt vời cho em luôn này. Đấy, cái quả cầu này bằng nhựa silicone mềm mỏng cho em này. Và tiếp theo là một cái cán nhá. Đấy, một cái cán này bằng inox cho em, vô cùng là chắc chắn. Chúng ta có thể kéo dài nhá, có những cái đầu rút như này để chúng ta rút vào, hoặc là xoáy ra nhé các bác nhé. Rút vào hoặc xoáy ra như này, dài tận 3 mét cho em các bác ạ. Dài tận 3 mét thoải mái cho các bác quét trần nhà nhé. Đấy, vô cùng là chắc chắn và sáng bóng như này cho em luôn. Đó, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em, không đẹp không xịn, cho các bác quay đầu em không nói một lời. Tiếp đến là sẽ kèm theo tặng các bác một cái con móc phơi quần áo nhé. Nhà bác nào cần phơi hay là cần móc lấy những cái đồ trên cao, phơi hành, phơi tỏi, phơi quần, phơi áo thì các bác chỉ được lắp và cho em như thế này, xong đâu đó các bác kéo dài ra cho em nhé. Đó, rất là tiện ích, 2 trong 1 cho em luôn. Và với cái mã hàng này em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn, chỉ có 80k thôi các bác ạ. Em sell sốc xả sốc chỉ có 80k thôi nhé các bác nhé. Các bác lên đơn cho em. Đấy, chỉ có Shop Như Thiết bán với một mức giá vô cùng ưu đãi luôn ạ. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin bán không lợi nhuận trong ngày hôm nay nhé. Đấy, đó là cái mã chảo cô gái đến từ thương hiệu Hàn Quốc cho em này. Các bác có thể quan sát này. Đấy, chảo cô gái nhá, đến từ thương hiệu Hàn Quốc này. Đấy, cái thành phẩm của nó là 30 nhá, độ rộng của nó là 30 lòng và 32 xăng tổng nhá các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời, một cái mã chảo rất là cần thiết cái dịp cuối năm để chúng ta xào nấu cũng như là chiên rán nhá. Đấy, khi con cháu về đông đủ đấy, rất là cần những cái mã sản phẩm như này. Thì các bác có thể quan sát giúp em ạ. Đầu tiên nó là một cái vung nhá, một cái vung các bác có thể quan sát này, rất là dày dặn cho em luôn, được làm bằng kính cường lực nhá các bác nhá. Kính cường lực bọc bốn xung quanh, đó là cái inox su 304 rất là chắc chắn và dày dặn đó. Kèm theo đó là có lỗ thoát thông khí nhá, để khi mình chiên, mình rán, mình xào, mình nấu, mình đậy vung lại, đó, dầu mỡ nó không bắn vô mình, nhưng mà cái nó không bị đọng nước, nó hơi lên nó không bị đọng nước, nó gây mềm nhũn cái sản phẩm của mình ăn không ngon nhá. Đấy, tay cầm thì các bác có thể quan sát dài đến tận 20 phân, thoải mái các bác cầm như này luôn, rất là chắc chắn cho em luôn nhá các bác nhá. Đó, tiếp đến là cái phần lòng chảo này, các bác có thể quan sát nhé. Lòng chảo thì khá là sâu lòng, để đảm bảo làm sao ạ, khi các bác xào nấu nó sẽ trũng lòng, nó sẽ ngấm dầu, ngấm mỡ, ngấm mấm gia vị cho chúng ta nhé, để cái món ăn của chúng ta ngon tròn vị luôn các bác ạ. Hoặc khi các bác chiên rán nó cũng sẽ không bị tốn dầu tốn mỡ nhiều nha các bác nhé. Đấy, nó sẽ đọng phần dưới này, mà cái lũng dưới này nó cũng khá là rộng, thoải mái cho các bác chiên rán luôn cho em. Nó được phủ này, chống dính đá hoa cương cho em nhé, 3 lớp, nó chống dính 100%, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng nhé các bác nhé.
đế này. Đấy, rất là xịn sò với cái con chảo này luôn. Tay cầm này, đây các bác có thể quan sát cho em tay cầm này, cách nhiệt tuyệt đối nhá. Rất là tuyệt vời luôn với cái mã chảo này. Nhà em cũng đang sử dụng rồi, rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã chảo này, em xin đo kích thước cho bác thực tế luôn nhá. Và rất là rộng luôn cho em. Đó, lòng của nó đến tận 33 cm các bác. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và với cái mã chảo này, đó, chảo cô gái này, khi các bác đến với shop Như Thiết nhá, đấy, sẽ có một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Em xin gửi tới các bác với một mức giá, đó là chỉ có 160k thôi. 160k cho cái em chảo chống dính này nhá. Quá ư là tuyệt vời luôn. Các bác lên đơn cho em. Đó, chảo chống dính cô gái nhá, 160k. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được xả lỗ cho các bác trong ngày hôm nay nhé. Đó là cái mã sản phẩm nồi lẩu Osaka bên em nhé. Một cái mã sản phẩm mà quá nhiều bác gọi điện hỏi. Đó, thì hôm nay em sẽ lên đơn để xả cho các bác mua sắm thả ga vào cái dịp Tết này nhé. Thì với cái thời tiết xe lạnh ngồi bên gia đình với cái mâm lẩu thì rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Gắn kết tình cảm toàn thể gia đình luôn. Không những là ăn lẩu, con nồi Osaka này nó còn đa chức năng cho em các bác nhé. Đa chức năng cho em gồm này, nó sẽ là có một tầng hấp cho các bác hấp khoai, hấp bánh, hấp ngô đấy nhá. Thoải mái luôn, buổi sáng chúng ta làm những cái đồ ăn rất là tuyệt vời luôn nhá. Đấy, hấp xôi cho em cũng rất là tuyệt vời. Nó hấp khoai, hấp xôi. Và tiếp đến lòng của nó này, thì các bác có thể chiên, xào, rán, nấu lẩu cho em luôn. Đa năng, đa di năng, rất là bền bỉ cho em này. Rất là trâu, rất là nhanh sôi luôn các bác nhá. Rất là nhanh sôi và bền bỉ cho em. Quá là tuyệt vời với cái mã đơn này luôn. Đó, đa năng. Thì em không phải giới thiệu nhiều. Các bác nào đã sử dụng cái mã sản phẩm này thì các bác cũng đã cảm nhận được cái chất lượng của nó cũng như là giá thành nhá. Thì em gửi tới các bác một mức giá siêu đã luôn cho các bác ngày hôm nay. Đó chỉ là 320k cho cái mã nồi lẩu Osaka này thôi các bác nhá. Đấy, các bác có thể quan sát cho em này, kính cường lực vô cùng là chắc chắn và bền bỉ luôn. Đó, khay hấp thì là khay ni nốc nhá, su 304 cho em sáng bóng như này. Đó, chứ không phải là những cái khay hấp nhựa. Khi mà hấp lên thì nó ám mùi nhựa, rất là khó ăn, khó uống cho em nhá. Đấy, còn nồi thì là nồi đa năng rồi. Lẩu này, xào, rán, chiên đều tất gói gọn ở trong con này cho em nhá. Các bác sử dụng thì chỉ việc này, rút cắm điện vào đây cho em này. Đấy, cắm điện vào đây cho em như này thôi. Và vặn chế độ ở đây cho em nhá. Vặn chế độ ở đây, to nhỏ ở đây cho em. Và khi đủ nóng thì nó sẽ tự ngắt nhá. Cắm sử dụng điện 220V cho em. Nó rất là tuyệt vời luôn. Các bác lên đơn cho em cái mã nồi lẩu Osaka này nhá. Em xin gửi tới các bác với một mức giá, đó là 320k. Nó vừa bán vừa mừng tuổi các bác dịp Tết đến xuân về luôn nhá. Các bác lên đơn luôn cho em ạ, tại shop Như Thiết. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được sale xả shop cho ngày hôm nay cho các bác nhá. Để các bác sắm để tân trang lại cái không gian thờ của mình sau 1 năm các bác nhá. Thì cái mã sản phẩm em sale xả đây, đó là cái mã đèn thờ nhá. Cái mã đèn thờ cao 23 cm như này cho em này. Đó, một màu vàng rất là sang trọng và ấm cúng cho em như thế này nhá. Thì với thiết kế độc đáo là lõi hoa pha lê nguyên khối cho em, nguyên khối nhá. Thiết kế tinh tế với màu vàng này rất là nổi bật. Kèm theo đó là cái phần hoa tỏa này nhá. Hoa tỏa gồm 5 cánh cho em này, rất là đẹp và rực rỡ luôn. Và cái phần lõi của nó được thiết kế một hệ thống bóng đèn LED siêu tiết kiệm điện cho em nhá. Đây các bác có thể nhìn từ xa, ánh sáng tỏa ra một màu vàng vô cùng ấm áp và dịu mắt cho em. Với phần thân đèn thì được thiết kế bằng hợp kim đồng loại 1 nhá. Rất là sáng bóng và chắc chắn như này cho em, chống han, chống dỉ tuyệt đối nhá. Phần thân đèn thì là được thiết kế bởi 3 chú công nhá. Đó, 3 chú công này, rất là sang trọng và lịch sự. Đó, nằm bên dưới là cái phần đế đèn rất là rộng rãi và chắc chắn cho em như thế này luôn. Đó, cái cặp đèn này thì nó có 2 mẫu nhá. Và một cái mẫu tiếp theo là mẫu quả chám như này. Đó, một mẫu quả chám pha lê như này cũng rất là đẹp và độc đáo cho em luôn. Thiết kế bên trên là giống nhau nhưng chỉ có phần thân đèn là thiết kế hình quả chám nhá. Đấy, hình quả chám này với những cái cạnh khối pha lê, khi mà thắp ánh đèn lên thì nó bắt màu vô cùng là lung linh và huyền ảo đẹp như này cho em nhé. Mã nào cũng đẹp, mã nào em cũng bán rất là chạy luôn, tùy vào cái sở thích của các bác để các bác lên đơn cho em nhé. Thì với cái mã đèn này em đang bán là mức giá là 250, nhưng riêng hôm nay các bác đến với shop Như Thiết nhé, shop Như Thiết thì em xin gửi từ các bác một mức giá vô cùng ưu đãi, đó là 220k, em bao ship các bác nhé. 220k các bác không nghe lộn ạ, em bao ship luôn. Và cảm ơn các bác, thì các bác đăng ký kênh giúp em nhé. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.
Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác một cái món quà vô cùng là ý nghĩa nhé, để mua sắm cho người thân, ví dụ như là ông bà cha mẹ nhé, một món quà tinh thần vô cùng là tuyệt vời. Hoặc các bác cũng có thể mua về để đội cho mình với cái thời tiết se lạnh như này nhé, để đội giữ ấm cái đỉnh đầu cho em thì rất là tuyệt vời, nó sẽ tránh được những cái bệnh đau đầu chóng mặt nhé. Đấy, rất là ok luôn cho em. Thì em xin được giới thiệu các bác tổng quan, nó là một chiếc mũ phớt như này, khi chúng ta đội thì nó sẽ cao lên. Đó, chúng ta không cần sử dụng hai cái tay, chúng ta vén lên này, nó là một cái mũ phớt nhé. Đội nó sẽ ấm đỉnh đầu với cái lót lông bên trong vô cùng là dày dặn cho em nhé. Lớp lông nỉ vô cùng là dày dặn cho em các bác ơi. Và rất là sâu lòng nhé, rất là sâu lòng cho em luôn. Thì khi mà các bác đi ra ngoài thì các bác tháo cái chốt này ra cho em nhé. Và các bác kéo hai cái tay này xuống cho em này. Đó, các bác nịt chặt cái phần đằng sau này nữa vào này. Đấy, nó sẽ mút chặt cái đầu chúng ta nhé. Đấy, thì các bác này cài hai cái khuy này vào cho em. Đấy, cài hai cái khuy nó như một cái mũ bảo hiểm vậy. Kèm theo đó là các bác đóng vào cho em một cái con khẩu trang nhé. Em tặng luôn các bác một cái con khẩu trang đây. Các bác đóng vào hai bên cho em như thế này. Đi ra đường thì nó sẽ bảo vệ mình vô cùng là tuyệt vời luôn, 24/7 luôn các bác nhé. Vừa ấm áp này, đấy, vừa tránh bụi này, đấy, vừa tránh rét, rất là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời như này cho em luôn. Đây các bác có thể quan sát ạ. Đây. Các bác có thể quan sát ạ, vô cùng là tuyệt vời nha các bác nhé. Giữ ấm đỉnh đầu cho chúng ta này, tránh rét ở hai bên tai nhé. Đấy, khi các bác đi đường, xe cộ thì rất là tuyệt vời luôn. Với cái mã sản phẩm này, em đang bán trên thị trường cũng như là các shop khác đang bán là 120k. Nhưng riêng đến với tổng kho gia dụng như thiết em nhé, em xin tri ân và báo một các bác với một cái mức giá vô cùng là sốc luôn. Chỉ có 80k thôi. Các bác hãy nhanh tay lên đơn cho em cái mã mũ phi công 80k nha các bác nhé. Và cái bộ sản phẩm tiếp theo em xin được sale xả cho các bác cái dịp cuối năm nhé, để cho các bác mua sắm thả ra không lo về giá cho em. Đó là cái mã sản phẩm bộ dao nhật bên em nhé. Đấy, rất là nặng, rất là chắc chắn luôn. Em cầm chĩu tay như này luôn các bác nhé. Đấy, đến từ thương hiệu Japan Asaki các bác nhé. Rất là tuyệt vời cho em luôn. Và bây giờ em xin đi vào chi tiết sản phẩm ạ. Thì như các bác có thể quan sát, trong một bộ dao thì nó sẽ gồm có 4-5 món như này cho em nhé các bác nhé. Tới tận 5 món luôn các bác nhé. Đầy đủ một cái mã hàng đầy đủ những cái yêu cầu của bác trong đấy luôn. Đó, một cái mã sản phẩm các bác có thể quan sát giúp em này. Đang mất điện nên nó hơi tối một chút thì các bác cũng thông cảm cho em nhé. Đó, thì cái mã sản phẩm này, chiếc dao này là chiếc dao chặt cho em. Đó, được làm bằng thép SK5 chống dỉ hoàn toàn 100% cho em luôn nha các bác nhé. Đây, các bác có thể đọc giúp em ở đây ạ. SK5. Nó hơi tối tí. Đó, các bác nhìn kỹ chưa ạ? SK5 của hãng Asaki Nhật Bản nhé các bác nhé. Đó, con dao này là con dao chặt rất là đầm tay cho em luôn. Và tiếp đến cho em, đó là một con dao thái nhé. Với một cái phiên bản này vô cùng là sắc bén luôn. Đó, cái lưỡi của nó này rất là sắc bén luôn cho em như thế này nha các bác nhé. Đấy, cũng bằng thép SK5 chống dỉ này, kire rự này, rất là sắc bén nhá. Đấy, kire rự có nghĩa là rất là dễ cắt, rất là sắc bén cho em. Đó, được làm bằng thép SK5. Thì ngày xưa em cũng có thời gian sinh sống và làm việc ở bên Nhật, thì với cái mã sản phẩm này em biết nó quá là nổi tiếng với con người Nhật Bản rồi nhá. Nhà nhà có người người dùng luôn các bác ạ. Đó. Và tiếp đến là một cái con dao gọt hoa quả. Đó, các bác có thể nhìn thấy lưỡi của nó vô cùng là sắc bén luôn, kèm theo một đầu nhọn. Ví dụ chúng ta có chọc tiết hay là chúng ta có gọt hoa quả hay có như thế nào lấy khóe, lấy cạnh của hoa quả thì rất là tiện luôn cho em. Kèm theo đó nhá, kèm theo đó là một chiếc kéo các bác ơi. Các bác có thể mua này về để cắt nem này, cắt rau thơm, cắt hành này, đó, cắt măng, cắt miến cho em nhé, rất là tuyệt. Ở trong đây nó thiết kế vô một sản phẩm vô cùng là thông minh. Nó có một cái kẹp nhá, để các bác ví dụ như có ăn hải sản, các bác muốn kẹp càng cua hay là các bác muốn kẹp mở một cái nắp lon, nắp chai nào đấy thì cũng rất là tiện lợi và xịn sò cho em luôn nhá. Và đi theo nó là em sẽ tặng kèm các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái cắm dao này luôn các bác ạ. Đấy, một cái sản phẩm đó là một cái cắm dao này luôn cho em. Và kèm theo tặng các bác đó là một cái mài dao nha các bác nhá. Này, cái mài dao như thế này em thấy rất là tiện luôn. Đó, nào, các bác mài vào xong rất là sắc bén khi mà chúng ta muốn thái một cái gì đó. Đó, thì cái mã sản phẩm này thì nó sẽ được cắm gọn vào đây nhá. Đấy, cắm gọn vào đây cho em rất là gọn gàng, ngăn nắp căn phòng bếp của mình luôn. Các bác có thể quan sát là vô cùng là xịn sò và gọn tiện khi chúng ta sử dụng xong này. Đấy, chúng ta chỉ việc cắm vào đây thôi, từng lớp một, dao chặt này, rồi đến dao thái này, đấy, rồi đến dao gọt hoa quả cho em này. Đấy, các bác nhá, đấy, dao gọt hoa quả này, tiếp đến là kéo này. Đó, các bác cắm vào cho em như này, nguyên một trọn bộ nhá, một trọn bộ dao gọn gàng xinh xắn ở góc bếp cho em. Nó rất là đẹp, rất là gọn, rất là tiện cho em. Và hôm nay
Em xin được sale sốc cái mã sản phẩm này cho các bác sắm vào cái dịp Tết cuối năm để sử dụng nhé. Đấy, thì em xin gửi tới các bác, em đang bán với một mức giá là 180k. Nhưng với video ngày hôm nay, em xin được sale và xả cho các bác với một mức giá vô cùng ưu đãi. Một bộ dao 5 món chỉ với một mức giá đó là 150k. 150k thôi các bác nhá. Các bác không nghe lộn nữa, 150k kèm cả em cắm dao là luôn, em tặng hết vào đây luôn. Các bác lên đơn luôn cho em cái mã dao 5 món Asahi của Nhật Bản nhá, 150k. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được sale và xả cho các bác nhá trong ngày hôm nay, đó là cái mã khay mứt pha lê. Như các bác có thể quan sát này, cái mã sản phẩm này trên thị trường bây giờ vô cùng hiếm luôn, vô cùng hiếm. Đó, chỉ có em ôm từ những cái ngày đầu cái lô to thì em mới được cái mức giá tốt và vẫn còn hàng đến thời điểm này nhá các bác nhá. Đó, các bác lên đơn cho em với cái mã khay mứt pha lê xoay 360 độ như này. Đó, thì bác có thể quan sát giúp em này, trụ của nó là bằng pha lê nhá. Nó một màu pha lê trong suốt và đẹp như thế này luôn, óng ánh hoàng gia luôn. Bởi vì đang mất điện nên là các bác thông cảm giúp em. Nhưng các bác cũng có thể quan sát giúp em là nó rất là đẹp luôn. Đấy, đế đỡ cũng rất là rộng này. Trên bình của nó là sẽ là 5 bông hoa pha lê nhá, 5 bông hoa pha lê trong suốt cho em như thế này luôn. Và có thể xoay 360 độ đó. Và cái khay lớn của nó ở giữa, chiều ngang của nó dài đến tận 20 xăng nha các bác nhá. Thoải mái cho các bác đựng hoa quả luôn, thoải mái cho các bác đựng hoa quả và bốn xung quanh. Thì các bác có thể quan sát giúp em là các bác có thể đựng này, bánh kẹo này, mứt này, đấy, hoặc là bất kỳ cái sản phẩm nào các bác muốn nhá. Đấy, tùy vào mục đích các bác sử dụng. Và điều đặc biệt là nó có thể xoay 360 độ cho em, 360 độ để chúng ta có thể lấy từ tất cả các góc, tất cả các phía. Đó, một sản phẩm rất là xịn sò và đẹp luôn. Em đang bán với một mức giá đó là 250k. Nhưng đến với em ngày hôm nay, đó, em xin được tri ân khách hàng với một mức giá vô cùng là hạt rẻ luôn. Chỉ có 220k các bác nhá. Các bác không nghe lộn nữa, 220k trên một sản phẩm cho em. Đó, các bác lên đơn luôn giúp em nhá. Khay mứt pha lê xoay tròn 360 độ. Các bác không đẹp, các bác xin trả lại cho em không nói một lời nào luôn nhá. Không phải em sale là xấu đâu ạ. Nào, chỉ là em muốn chiên khách hàng một năm qua đã ủng hộ em nhé, một năm qua đã ủng hộ shop Như Thiết rất là nhiều nhé. Đó, các bác xem những cái sản phẩm mà thấy hay, nó thấy ý nghĩa thì các bác cho em xin một nút like kèm một nút đăng ký kênh nhé. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác lên đơn cho em cái mã này, khay mứt pha lê xoay tròn 360 độ, 220k. Rồi, các bác đã nghe tin gì chưa? Đó là shop Như Thiết đại hạ giá cuối năm nhé các bác nhé. Đấy, tất cả những cái mặt hàng khi các bác mua hàng bên Như Thiết thì đều được tri ân nhé, tri ân khách hàng với một mức giá vô cùng ưu đãi cho em. Đây, và cái mã sản phẩm em muốn gửi tới các bác ngày hôm nay đó là cái mã sản phẩm bình hoa ngũ sắc nhé. Như các bác có thể quan sát giúp em vào bình hoa, nó sẽ có 5 màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng cho em nhé các bác nhé. Thân thì được làm bằng hợp kim đồng loại 1 cho em, rất là sáng bóng, rất một cái màu vàng óng rất là đẹp và cứng cáp cho em luôn, nhưng cũng không kém phần mềm dẻo nha các bác nhé. Đây, không kém phần mềm dẻo cho em luôn, với những cái đường cong này, kèm theo đó là đài, là lá, là những cái bông hoa rủ ở bên dưới nhá. Đấy, các bác có thể nhìn theo tay em ạ, là có thể nhìn thấy những cái bông hoa rủ này, đó, rất là sắc nét, rất là đẹp cho em luôn, hàng loại một nhá các bác nhé, rất là cứng cáp cực kỳ luôn. Và với cái phần thân bình đó, các bác có thể quan sát xuống phần thân bình giúp em nhé. Nó sẽ là một hệ thống đèn led ở bên trong bình đó, kèm theo đó chiếc bình này là rỗng cho em đó, đính những cái viên đá sapphire ở bên ngoài rất là đẹp. Nó sẽ kết hợp với cái ánh đèn led ở bên trong nhé, và viên đá nó sẽ bắt màu và nó tỏa ra một cái ánh hào quang rất là đẹp sáng chói cho em. Phần chân đèn cũng vậy nha các bác nhé, hợp kim đồng loại một cho em, sáng bóng dày dặn. Và cái phần đế của nó thì vô cùng là rộng rãi nhé, để đảm bảo cái độ chắc chắn cho cái bông hoa. Đấy, như cũng như là cái bình hoa. Thì với cái mã sản phẩm này, em xin đo kích thước cho các bác. Và kích thước của sản phẩm em đo là cao 60 xăng nha các bác nhé. Cao 60 xăng cho em ạ, một con số rất là đẹp luôn. Thì cái bông hoa này sẽ phù hợp cho các bác nào không gian thờ vừa và to nhé, rất là tuyệt vời luôn. Các bác mua về để thay thế những cái sản phẩm bình hoa cũ của năm ngoái, để đón một cái xuân mới đó, để mua về đón một cái xuân mới 2024 với phát tài phát lộc nhé các bác nhé, rất là đẹp luôn. Bởi vì khi mình cái dịp cuối năm mình nhớ về cội nguồn, nhớ về tổ tiên ông bà, thì đảm bảo là một cái năm đó các bác sẽ được ông bà phù hộ phát tài phát lộc rất là tuyệt vời cho em luôn nhé các bác nhé. Đấy, một cái ánh sáng này, đèn led siêu tiết kiệm điện cho em. Đó, với một cái ý nghĩa là khai thông khai sáng nhá. Đấy, vận rất là hanh thông cho em này. Các bác lên đơn cho em với cái mã cặp đèn ngũ sắc này nhá.
Đấy, em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi, chỉ có 1.450.000. Kèm theo đó em sẽ tặng các bác một cái cặp đèn cầy nhá, một cái cặp đèn cầy chạy bằng pin này, vô cùng là tuyệt vời luôn cho em nhé các bác nhá. Nó sáng như một cái cây đèn cầy của ông cha ta ngày xưa, nhưng rất là đẹp luôn nhá, một màu vàng kèm đó là ánh sáng màu đỏ dịu nhá, rất là bắt mắt cho em. Thì em xin gửi tới các bác phần quà như này, và các bác lên đơn giúp em nhé. Nếu bác nào ưng thì lên đơn ngay giúp em, bởi vì cái dịp Tết hàng hóa nó rất là khan hiếm đó, cũng như là sắp sửa bên em nghỉ Tết rồi nhá. Các bác lên đơn giúp em, đó là cái cặp bình hoa ngũ sắc, em xin gửi tới các bác 1.450.000. Mã sản phẩm đầu tiên em xin gửi tới các bác với mức giá vô cùng ưu đãi, đó là cái mã thần tài lắc này nha các bác nhé. Đó, các bác có thể nhìn cho em này, họa tiết rất là đẹp như thế này, khi các bác treo lên nó dài đến cả mét, các bác treo ở trước cửa phòng, trước cửa nhà, trước cửa kính thì rất là tuyệt vời cho em nhé. Đây là cái mã thần tài đến bên em nhé. Đây, họa tiết rất là đẹp luôn cho em, với một màu đỏ chủ đạo này và cái khẩu hiệu là thần tài tới nha các bác nhé. Đấy, hình một ông thần tài với vẻ mặt luôn tươi cười như này, và khi các bác lắp pin ở đằng sau nhé thì ông thần tài sẽ luôn lúc lắc cái đầu như này cho em này, rất là vui vẻ luôn, với cái nét mặt tươi cười này, trên tay thì cầm những hũ vàng hũ bạc nhé, phúc lộc thọ cho em này, khẩu hiệu chúc mừng năm mới rất là đẹp nhé. Và ở dưới thì có những cái chiếc khánh như thế này, với những cái khẩu hiệu là tiền vô như nước này, những chiếc khánh này bằng vàng này, đấy, những dây rất là đẹp luôn. Các bác treo ở trước cửa cho em nhé, thì đảm bảo là một cái năm 2024 phúc lộc đầy nhà, tiền vô như nước các bác nhé. Đó, rất là tuyệt vời cho em luôn. Và em về số lượng rất là nhiều như này, và khi các bác mua hàng thì em sẽ kết bạn Zalo và em sẽ hướng dẫn các bác lắp rất là dễ thôi ạ. Đấy, em về số lượng rất là nhiều, và để tri ân tới các bác nhé thì em xin gửi tới các bác với một mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn, không một shop nào có cái mức giá như em luôn, như shop Như Thiết em nhé. Thì em xin gửi tới các bác với cái mã thần tài lắc này, với một mức giá chỉ có 80.000 thôi ạ, em bán xeo lỗ cho các bác luôn đó, để tri ân các bác, chỉ có 80.000 tại shop Như Thiết thôi nhá các bác nhé, mã thần tài lắc này đó, 80.000. Mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, nó là cái mã nồi lẩu om cá nhá. Nó rất là to, rất là rộng luôn. Đấy, bằng thép ni nốc loại 1, dày dặn và sáng bóng cho em như này luôn nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em trước khi thanh toán. Và bây giờ em xin đo kích thước cái mã sản phẩm này cho các bác ạ. Đó, chiều ngang của nó là 31 nhá, và chiều dài của nó là tận 53 cm các bác ạ. Thoải mái luôn, với những cái chú cá mà 10 cân, nó 10-12 cân vẫn thoải mái cho em nhá. Thì các bác biết thời tiết se lạnh này, ngồi bên gia đình cái dịp cuối năm, đấy, bên chú cá chép om dưa với một chút dưa chua, chút cà chua đó, chút chua chua thơm thơm của vị cá nhá, thì rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã này thì sản phẩm thiết kế vô cùng là độc đáo nhé, nó sẽ có một cái khay đỡ này, khay đỡ chống cái mặt đun này, là một xăng nhé các bác nhé. Thì các bác đặt sản phẩm cá lên đây, đó, thì cá sẽ không bị dính đáy nồi này, không khê, không cháy cho em luôn nhé các bác nhé. Rất là tuyệt vời. Và nước ở bên dưới khay nó sẽ bốc hơi lên từ từ, thì cá sẽ chín bằng hơi nữa các bác nhé. Rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn cho em các bác ạ. Đó, ngồi bên gia đình, bên cái nồi lẩu om cá này thì vô cùng là tuyệt vời luôn nhé. Đó, thì em xin gửi tới các bác một cái mức giá vô cùng ưu đãi luôn, chỉ có 120.000 thôi. Em xả nhanh cho các bác 120.000, các bác lên đơn luôn giúp em nhé. Mã tiếp theo em lên cho các bác, đó là cái mã bình hoa sen thờ nhé. Thì với cái sản phẩm này vô cùng đẹp và to, thì với cái không gian thờ tự nhà mình mà to rộng một chút thì rất là tráng lệ và uy nghi luôn. Thì trên sản phẩm của mỗi bình thì gồm có 5 bông hoa sen được làm bằng pha lê nhé, pha lê nguyên khối đúc hoa sen, hình hoa sen như này. Và bên trong bông hoa thì có đèn led. Đây, khi mà chúng ta thắp lên thì nó sẽ có một cái màu vàng như này, một màu vàng ấm cúng này, trang trọng cho cái không gian thờ của mình. Ngoài ra thì thân của hoa được làm bằng hợp kim đồng nhá, vô cùng sáng bóng, kèm theo là đài, là lá, để nó tạo thêm cái vẻ mềm mại uyển chuyển cho cái lọ hoa nhá. Thì về cái phần thân bình cũng vậy, được làm bằng hợp kim đồng rất là chắc chắn. Và ở giữa cũng được làm bằng pha lê, in họa tiết hình hoa sen như này, khi chúng ta cắm điện thì nó cũng sẽ sáng nhá, nó cũng sẽ sáng và nổi bật cái họa tiết hoa văn này lên. Đế của nó thì vô cùng là rộng rãi và chắc chắn luôn. Và bây giờ em xin đo kích thước cho các bác, để em báo kích thước lên các bác. Sản phẩm này cao 75 nha các bác nhé, cao 75. Và cái sản phẩm này thì sử dụng vô cùng là đơn giản luôn. Các bác có một đầu cắm, các bác chỉ việc cắm ở ổ điện như thế này. Và còn mà chúng ta ở đây sẽ có nút công tắc nhé, điều khiển, đấy, on, off, tắt ở đây.
Đấy, vô cùng là tiện dụng luôn. Chúng ta tránh được cái phần cháy nổ. Ví dụ như là chúng ta dùng đèn dầu ngày xưa hay là những cái loại đèn khác, nó rất dễ gây cháy nổ nguy hiểm nhá. Thì với cái sản phẩm ưu việt như này thì em xin gửi tới các bác với cái mức giá đó là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng bên em bao ship ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã này, hàng nhập khẩu Hàn Quốc nhá, sản phẩm để tẩy rửa phòng bếp cho mình nhá. Nó là hàng chuyên dụng để đánh các son nồi bị dầu mỡ dính kết lâu năm, hoặc là chúng ta tẩy rửa cái căn phòng bếp của mình khi sử dụng dầu mỡ nó bắn lên nhá các bác nhá. Thì sử dụng con này cho em là vô cùng là tuyệt vời luôn. Nó là con tẩy đa năng tuyệt vời nhất từ trước giờ em từng biết. Trước em không biết thì em cứ kỳ cọ và lau chùi nó rất là mất thời gian và vất vả, nhưng từ khi biết em này thì em chỉ cần lắp cái vòi xịt đó, lắp vòi xịt lên và bắt đầu xịt lên những cái vị trí mà nó có dầu mỡ nhá, thì chỉ khoảng tầm 3 phút sau là dầu mỡ bắt đầu tan ra và chúng ta chỉ cần lấy một chiếc khăn đó, lấy một chiếc khăn và chúng ta lau nhẹ đi. Thế là căn phòng bếp của ta đã trở nên sạch sẽ và sáng bóng rồi nhá. Thì cuối năm thì chúng ta sắp đến ngày ông công ông táo rồi. Đấy, cũng như là hàng ngày chúng ta cũng cần phải vệ sinh cái căn phòng bếp thì nó không dầu mỡ nhá, nó không mùi. Đó, thì nó sẽ không có côn trùng gây bệnh ở đấy. Đây các bác có thể xem giúp em ạ. Đó, những cái bếp ga mà lâu năm, lâu ngày dầu mỡ nó bám két như thế này nhá. Đấy, nó đều có thể tẩy được hết cho em. Đó, các bác nhìn này sự khác biệt luôn. Nó có thể tẩy rửa được cả mặt kính cho em nhé các bác nhé. Tẩy rửa luôn mặt kính luôn với nhà bác nào mà sử dụng kính này. Nó nền nhà tắm này, các cạnh cửa bếp này, máy hút mùi này. Nó chỉ cần xịt vô là nó sẽ tan dầu mỡ cho em nhé các bác nhé. Đấy, đây là con hút mùi này. Các bác nhìn dầu mỡ lâu ngày nó bám này. Các bác chỉ cần xịt vô, nó tạo thành bọt và làm tan cái lớp dầu mỡ cặn lâu ngày cho em nhé. Đó là các bác lau chùi rồi. Vô cùng là tiện dụng và dễ dàng cho em luôn nhé. Đó các bác. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã xịt nước xịt bếp nhé. Đấy, nước xịt này, nhà vệ sinh, nhà tắm, xịt bếp, đó, tẩy rửa đáy nồi, két lô năm cho em, xuất xứ Hàn Quốc nhé. Có mã vạch cho các bác kiểm tra này. Và với cái mã sản phẩm này, em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi, không shop nào bán rẻ như shop như thiết em nhé. Chỉ với một mức giá đó là 40k. 40k cho một cái em xịt này, các bác dùng cả năm cho em luôn, chỉ bằng một bát phở thôi, nhưng mà cái căn phòng bếp của chúng ta luôn sạch sẽ và sáng bóng nhá, cũng như là đáy nồi, đáy son, mặt kính của nhà chúng ta nhá. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã hộp giấy Hoàng Gia nhá. Đấy, em về số lượng rất là lớn để phục vụ các bác dịp Tết đến xuân về nhá. Thì chúng ta sử dụng để đựng giấy ăn rồi đây cho em các bác nhá. Đấy, rồi đậy vào này. Đấy, có cái miệng rất là rộng rãi, dễ dàng lấy giấy ra nhá. Như các bác có thể quan sát giúp em này, cái hộp giấy này vô cùng là đẹp, kiểu dáng hoàng gia nhá. Các bác có thể nhìn nổi bật với những cái bông hoa hồng dập nổi cho em như này. Nổi trên đó là nền vân đá màu trắng nhá. Đấy, rất là đẹp cho em luôn. Bốn góc là bốn viên đá sapphire này, chân thì là chân quỳ nhá. Đấy, với những cái họa tiết lá tây vô cùng là tỉ mỉ và đẹp sắc nét như này cho em luôn. Và em lên nhanh, sale nhanh cho bác với cái mã sản phẩm này. Em đang bán là 170k, nhưng hôm nay đến với shop như thiết em nhé. Em xin đại hạ giá cho các bác sắm cái sửa cái dịp cuối năm này với một mức giá vô cùng là tuyệt vời, vô cùng hạt rẻ cho em luôn, với một mức giá chỉ là có 130k. 130k thôi các bác nhé. Đó, các bác lên đơn cho em luôn với cái mã hộp giấy Hoàng Gia. Mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã trầm Thái nhá. Đó, trầm Thái Lan cho em này. Đấy, margin Thái Lan nhá. Thì với cái mã trầm này, nó là trầm nguyên bản cộng thêm cái mùi vị của cái hương hoa tự nhiên nhá các bác nhá. Đây, hương hoa tự nhiên thì mỗi một nén nó sẽ tương đương với một màu mùi hương thơm của hoa nhá. Thì cái công dụng của việc đốt trầm nó sẽ là thanh lọc cái không khí này, nó giúp cho cái chúng ta này thanh tịnh này, nó rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Thì bác mua về để kèm theo cái lư sông trầm này cho em. Đó, thì các bác đốt để tẩy uế này, để gia tăng vượng khí nhá. Đấy, cái nhân dịp cuối năm sắp tới này, các bác lên đơn cho em với cái mã trầm Thái này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn, chỉ có 70k. 70k trên một cái hộp trầm Thái 50 viên này nhá các bác nhá. Nó kèm theo đó là cái lư sông trầm này. Em siêu giảm giá cho các bác luôn. Nó siêu giảm giá và có rất nhiều màu nhá. Em chỉ gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn. Đó, chỉ là 30k. 30k trên một cái lư sông trầm với nắp bằng hợp kim đồng. Và thân thì được làm bằng gốm sứ nhá, được phủ này một cái lớp men đá vô cùng là tuyệt vời luôn nhá các bác nhá. Các bác lên đơn cho em combo này, 30k kèm trầm Thái 70k. Đó, tổng hai vị món này là 100k các bác nhá. Tiếp theo là những cái mã hàng em xả trong cái dịp Tết đến xuân về cho các bác nhé. Đấy, thì một cái mã sản phẩm này vô cùng là tiện ích trong cái căn
không gian phòng bếp của chúng ta nhé. Đó là một con kẹp cắp nóng thì để cho các bác cắp nem, cắp chả rán đấy. Hoặc là các bác chiên bánh này cho con, cho cháu ăn này. Đấy, để cho con, cho cháu cắp nó dễ dàng nhé. Nó không bị bắn dầu, bắn mỡ hay là nó bị rơi sản phẩm của mình nhé. Thì với cái mã gắp chiên nóng này bằng ni lốc loại 1 sáng bóng cho em nhé. Đấy, dày dặn và cứng cáp như thế này. Và cũng vô cùng là dễ dàng để mà vệ sinh nhé. Đấy, tuyệt vời luôn các bác ạ. Thì các bác lên đơn cho em với cái mã kẹp nóng này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá, đó là 30k nha các bác nhé. Đó, cái kẹp nóng 30k, không đâu rẻ bằng xốp như thiết em nhé. Tiếp theo đó là em sẽ gửi tới các bác hai cái mã nhúng lẩu nhé. Này, hai cái mã nhúng lẩu bên em mới về đây. Đó, vô cùng là tuyệt vời luôn cho các bác này. Cái dịp cuối năm Tết đến xuân về, quây quần bên gia đình với cái thời tiết xe lạnh này, ăn cái nồi lẩu nhá. Thì nồi lẩu thập cẩm thì vô cùng là tuyệt vời luôn. Thì chúng ta sẽ nhúng mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái con nhúng lẩu này là quá là hợp lý cho em nhá. Ví dụ các bác nhúng một ít thịt bò này, thịt bò tái chúng ta nhúng đây, hay là nhúng thịt gà, hay là lòng, hay là bất kỳ cái gì nha các bác nhé. Đấy, nhúng cá. Thì mỗi giỏ nó sẽ là một loại thức ăn. Đến khi mà chúng ta nâng lên mà chỉ việc bỏ ra đĩa, nguội nguội xíu là chúng ta ăn nóng hổi luôn các bác nhé. Chứ nó không bị chìm, không đáy nồi, nó không bị khê, cháy hay là mất nhé. Đấy, rồi đến cuối cùng cái sản phẩm mình thích ăn thì nó đã rơi xuống đáy nồi, nó dai rồi, nó khó ăn rồi, nó mất ngon rồi nhé các bác nhé. Đó, thì các bác sắm cho em hai cái con này luôn cho em. Và em xin sale sốc xả sốc cho các bác luôn. Đó là cái mã này em chỉ gửi tới các bác với một mức giá nhá. Đây, các bác nhìn cho em này. Tay thì là rỗng luôn. Đó, cách nhiệt tuyệt vời luôn. Đấy, ni lốc loại 1 sáng bóng cho em luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nhá. Em xin gửi tới các bác cái mã này. Núng lẩu bằng ni lốc nhá. Với một mức giá chỉ có 40k thôi các bác ơi. Chỉ có 40k con này thôi. Các bác mua cho em 2-3 sản phẩm này, nhúng mỗi thứ một tí thì nó không bị lẫn lộn nhé. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn với cái mã sản phẩm này thì chúng ta mua về vừa có thể nhúng bún này. Đấy, nhúng bún, nhúng mì nhá, để nấu ăn buổi sáng rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là chúng ta nhúng lẩu. Và cái điều tuyệt vời của nó là nó có một cái kẹp ở đây nhé các bác nhé. Nó có một cái kẹp ở đây. Đấy, chúng ta không cần phải khó khăn khi là đặt, khi là sử dụng. Chúng ta chỉ việc kẹp vào cái cạnh nồi như thế này thôi. Đó, là nó sẽ giữ nguyên luôn cho chúng ta. Và khi cảm thấy 1 phút, 2 phút khi mà đã chín, đã tái rồi thì chúng ta nhấc ra. Đó là xong xuôi, ok các bác nhé, không sợ chìm. Tay của nó này cũng là cách nhiệt rỗng như này cho em. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã nhúng này, lưới nó dày hơn một chút xíu nha các bác nhé. Thì các bác nhúng những cái đồ nhỏ cho em. Thì em xin gửi tới các bác với một mức giá, đó là 80k nha các bác nhé. 80k cho cái con nhúng bún này. Các bác lên đơn cho em ạ. Cái mã sản phẩm đầu tiên em xin được giới thiệu các bác, đó là cái mã đèn thờ lưu ly nhá. Đèn thờ lưu ly bông hoa sen đổi màu như này cho em. Đó, các bác có thể quan sát kỹ vào màn hình giúp em ạ. Nó là một bông hoa đúc nguyên khối bằng pha lê trong suốt nhé các bác nhé. Kèm theo đó là hệ thống đèn led bên trong, nó sẽ đổi màu liên tục cho em là ngũ sắc nhé, màu xanh, màu đỏ, màu vàng nhé các bác nhé. Nó đang đổi màu đây, các bác có thể quan sát ạ. Khi mà thắp sáng ở trên cái không gian thờ của mình thì nó sẽ tỏa ra một cái ánh hào quang nhé, một cái ánh hào quang sáng rực cái không gian của mình lên đấy, để khai thông khai sáng vô cùng là tuyệt vời luôn nhá các bác nhé. Đó, các bác sắm luôn cho em cái mã này thì phúc lộc đầy nhà luôn cho em. Thiết kế là hình bông hoa sen vô cùng là mềm dẻo và dày dặn như này. Bên trong là hệ thống đèn led siêu tiết kiệm điện này. Thân thì được làm bằng hợp kim đồng loại một cho em nhé. Vô cùng cứng cáp và sáng bóng như này. Thân thì vô cùng là mềm dẻo, kèm theo đó là điểm những lá này. Đấy, lá sen, đài sen này. Các bác có thể quan sát cho em này. Đây là lá này, đài này. Rất là nhiều lá đài được kèm với nó. Tiếp theo là cái phần thân bên dưới nhá, sẽ được kèm theo những cái hoa rủ như thế này. Đó, những cái thiết kế hoa rủ cành vàng, lá vàng như này cho em nhá. Đấy, phúc lộc đầy nhà luôn các bác ạ, lộc lá nhá. Đấy, cành vàng, lá vàng luôn cho em này. Phần thân bình thì được làm bằng hợp kim đồng loại 1 các bác nhá. Hợp kim đồng loại 1 vô cùng sáng bóng cho em luôn. Đó, phần thân bình thì được thắp một hệ thống đèn led màu vàng nhá. Đấy, hệ thống đèn led màu vàng siêu tiết kiệm điện để nổi bật lên những cái hình họa tiết 3D hình bông sen nha các bác nhé. Đó, hình bông sen, hoa sen sẽ tượng trưng cho sự thuần khiết và thanh cao nhé. Tịnh tâm và an yên luôn cho em các bác ạ. Vô cùng là tuyệt vời. Phần đế thì rất là rộng rãi nhé. Rộng rãi và chắc chắn cho em. Đây, các bác có thể quan sát kỹ hơn ạ. Và bây giờ em xin đo kích thước chiều cao với cái bộ hoa lưu ly đổi màu cho các bác nhé. Đó. Thì với cái bình lưu ly này phù hợp cho các bác nào không gian thờ rộng và to nhá, rộng và lớn. Nó cao cho em là 72 xăng các bác ạ, 72 xăng. Đấy, vô cùng là đẹp và lộng lẫy luôn.
hai bên ban thì để hai cái bình bông này thì nó vô cùng đẹp và nổi bật cho em luôn các bác nhá. Một cái ánh hào quang rực rỡ này, đấy, tỏa ra đấy, như cái ánh hào quang của Phật vậy. Đó, vô cùng là đẹp luôn. Các bác lên đơn cho em cái mã đèn lưu ly cao 70 xăng này. Em xin gửi tới các bác với một mức giá nhá, đó là 1.800.000 đồng ạ. Cái mã sản phẩm tiếp theo nhá, một sản phẩm vô cùng là tiện ích luôn, em xin gửi tới các bác, đó là cái mã móc treo nhá, móc dán treo tường quần áo cho em này. Đấy, gồm sản phẩm được thiết kế bằng inox su 304 vô cùng là bền và sáng đẹp như này cho em luôn các bác nhá. Đấy, sản phẩm đến từ Nhật Bản luôn, vô cùng là bền. Các bác mua về lột, chỉ việc lột cái mặt sau ra cho em và dán trên những cái bề mặt, ví dụ gạch hoa và gạch men nhá, thì nó vô cùng là chắc chắn luôn. Các bác có thể treo cả thế giới ở đây cho em luôn, chịu tải chịu nặng vô cùng là tuyệt vời luôn nha các bác nhá. Và với cái mã móc này gồm có 6 khay treo như này nhá, thì em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 40k nhá. Đấy, vô cùng là tiện dụng luôn. Các bác mua về để dán trong phòng tắm cho em đó, hoặc là dán trong phòng ngủ, những cái nơi mà cần treo đồ đạc nhiều, hoặc là quần áo nhá. Đồ đạc thì các bác sắm ngay cho em con này. Em xin gửi tới các bác mức giá ưu đãi đó là 40k nhá, trên 6 móc inox ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, đó là cái mã đèn đế vương bên em mới về nha các bác nhá. Một cái mã đèn vô cùng là đẹp với thiết kế độc lạ của năm 2024 cho em mới. Đó, mẫu mới các bác có thể quan sát giúp em này. Làm bằng hợp kim đồng loại 1 nhá, toàn thân một màu vàng óng như này cho em luôn, từ thân đến đế nhá. Đấy, kiểu dáng thiết kế là mái đình. Đấy, mái đình này, bao phủ bên thân đèn là một cái ánh màu đèn led đỏ bên trong nhá. Đấy, tỏa ra cái ánh sáng này lấp lánh hình kim cương nhá. Đây là nhìn qua quay, chứ còn nhìn bên ngoài thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Óng a óng ánh, một cái màu vô cùng là đẹp cho em luôn các bác nhá. Kèm theo đó là khắc, đó, khắc này, khắc rỗng những cái họa tiết hoa văn vô cùng là tỉ mỉ ở trên thân đèn cho em nhé, để lộ ra cái phần ánh sáng này vô cùng là dịu và bắt mắt như này nhé các bác nhé. Đấy, một cái ánh đèn led bên trong siêu tiết kiệm điện cho em. Với cái phần thân đèn này, đấy, cũng làm bằng hợp kim đồng này, chắc chắn nhé. Đấy, phần đế của nó vô cùng là rộng rãi như này cho em luôn các bác nhé. Đấy, với thiết kế hình kình kiểu mái đình như này, là một cái kiểu đèn vô cùng là cổ kính nhưng mà không kém phần sang trọng cho em nhé. Chiều cao của nó là cao 45 xăng các bác ơi, cao 45 xăng nhá. Thật sự là để cái cặp đèn thờ trên ban thờ này thì nó vô cùng là sang trọng, vô cùng là đẹp và độc lạ cho em luôn nhá. Đấy, với thân bình đèn này, trên thì là thắt, dưới thì là phình rộng, đấy, để thu hút tài lộc cho gia chủ cũng vô cùng là tuyệt vời. Và thắp cái ánh đèn màu đỏ này nó cũng có một cái tác dụng, đó là có một cái ý nghĩa, đó là khai sáng nhá, khai sáng khai thông nhá. Đấy, hanh thông mọi việc cho em luôn. Các bác lên đơn cái mã đèn thờ, đấy, cái mã đèn thờ đế vương này cho em, với cái mã cao 45 xăng, em xin gửi tới các bác với một mức giá là 650k. Và với cái mã cao 40 xăng này nhá các bác nhá, cao 40 xăng, em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 550k các bác nhá. Các bác lên đơn luôn giúp em ạ. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, đó là cái mã sản phẩm máy hút bụi cầm tay đa năng bên em nhá, 2 trong 1 cho em. Vừa có thể là thổi ngoài và vừa có thể thổi trong như thế này các bác nhé. Đây, vừa có thể dùng để bơm hơi như thế này cho em, hoặc là xịt lá khô ở vườn viếc này thoải mái cho em, mà vừa có thể hút bụi nhá. Đấy, hút bụi cả thế giới cho em này. Đấy, nó có những cái đầu hút này, hút bụi xe ô tô, hút bụi nền nhà, hút bụi ghế sofa hay là bàn máy tính đó, hay là ghế này. Đấy, trong cái không, tất cả mọi vị trí trong cái không gian phòng của mình nhá, vô cùng là tuyệt vời. Với 6 đầu lõi hút như này cho em các bác nhá. 6 đầu lõi hút này. Đấy, đây là cái lõi hút nền nhà này. Đấy, lõi hút máy tính này, ghế sofa này. Đấy, tất cả các cạnh kẽ cửa này. Vòi hút vô cùng là khỏe nhá, và chắc chắn như này cho em. Với lực xoắn lên tới, lực hút lên tới 1000W này. Đấy, lõi là lõi đồng nhá, lực xoắn cực kỳ lớn. Em xin test luôn cho các bác cái sản phẩm này nhá, vô cùng là tuyệt vời luôn này. Đó, đắp được gì đấy ạ. Vô cùng là khỏe cho em luôn các bác nhé. Đấy, xách tay gọn nhẹ, mà lực hút thì lõi đồng, lực xoắn cực kỳ lớn, hút cực kỳ tốt cho em. Đó, và khi các bác sử dụng xong thì các bác chỉ việc ấn nhấc ra như thế này, đó, rác ở bên trong, và các bác lôi cái lõi này ra cho em và đổ rác ra. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc dọn dẹp nhà cửa của mình rồi nhé các bác nhé. Các bác nhớ cho em là có 6 đầu hút nhé. Có 6 đầu hút này, hút nhà này, đó, hút các cạnh kẽ phòng này,
ngốt cạnh kẽ máy tính này, đấy không gian của xe hơi này, đấy cũng như là hút tất cả các vị trí nhá, mọi ngóc ngách, giường đệm, sofa cho em bằng con này nhá, đấy vô cùng là tuyệt vời. Và cái đầu nối của nó thì cũng vô cùng là dài như này cho em nhá, vô cùng là dài. Các bác có thể kết nối các vị trí ống vào để cho nó dài hơn nữa nhá. Đấy, dài hơn cứ kết nối như này cho em. Các bác hút mọi ngóc ngách gầm giường, gầm tủ cho em thì nó cũng vô cùng là đơn giản luôn nha các bác nhá. Và với cái mã sản phẩm máy hút bụi cầm tay nhỏ gọn, siêu khỏe và siêu tiện lợi này, em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 520k nha các bác nhá. Chỉ 520k thôi là các bác đã sử dụng cái con máy hút bụi cầm tay đó, vô cùng nó gọn tiện và lực hút cực kỳ lớn, lên tới 1000W rồi nhá. Các bác lên đơn luôn cho em máy hút bụi cầm tay 520k. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được sale shop sản xuất cho ngày hôm nay các bác nhá, đó là cái mã gạt tàn nhá, gạt tàn ngựa này. Đấy, người ta hay còn gọi là mã đáo thành công nhá. Các bác mua cái mã gạt tàn này về, đấy vô cùng là đẹp và uy phong cho em luôn, với họa tiết này vô cùng là bắt mắt nhá, tỉ mỉ và tinh tế nhá, với một chú chiến mã này đang dướn chân lên này. Đấy, đang dướn chân lên với một cái đàn đà nhảy nhá, mã đáo thành công cho em luôn. Trên lưng là cõng tiền, cõng vàng, cõng bạc cho gia chủ nhá. Đấy, một chú ngựa này vô cùng khỏe mạnh và chắc chắn như này cho em. Khi các bác sử dụng thì các bác gạt cái này lên cho em nhá, và gạt tàn thuốc vào đây. Đấy, ở bên trong cũng đựng được rất là nhiều luôn. Đấy, khi nào các bác sử dụng xong thì cũng gạt xuống như này cho em nhá. Đấy, đảm bảo nó lại thành một cái vật decor trang trí ở cái bàn trà, bàn uống nước cũng như là phòng khách, vô cùng là tuyệt vời cho em nhá. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã gạt tàn ngựa đấy, với mang khí chất là mã đáo thành công như này nhá. Thì em xin gửi tới các bác một cái mức giá sale shop xả shop ngày hôm nay. Đấy, cái gạt tàn ngựa này em đang bán là 300k đúng không ạ? 300k, em xin xả xuống còn 280k trong ngày hôm nay nha các bác nhá. Các bác lên đơn luôn cho em ạ, 280k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác, đó là cái mã hộp đựng tăm nhá. Hộp đựng tăm, đồ đồng nhà em hôm nay về rất nhiều luôn, em sale xả shop cho các bác để các bác sắm thả ga luôn các bác nhá. Các bác nhìn giúp em là cái hộp tăm này ạ, với một màu chủ đạo nó là màu vàng nhé, kèm theo đó là vân đá màu trắng như này cho em. Một cái mã sản phẩm đang bán rất chạy chạy nhất bên shop em nhé. Đó, em mới về cái mẫu này luôn. Các bác khi cần lấy tăm thì chỉ việc ấn như này, tăm sẽ tự để lên cho chúng ta, lấy vô cùng là tiện luôn nhé, mà không cần phải sóc hay là nhặt từng cái một rất là khó. Sau đó là chúng ta lại ấn vào để bảo quản tăm nhé, không bị rơi vương vãi ra ngoài như thế này cho em. Đó, cái mã hàng này bên em đang bán rất là chạy nhé, chạy nhất shop luôn đấy các bạn. Đó, vô cùng là chắc chắn và đẹp như này cho em, nổi bật màu sắc hoàng gia luôn nhé. Các bác lên đơn cho em với cái mã đựng tăm này, em đang bán với một mức giá là 120k, nhưng mà hôm nay em xin được sale cho các bác với một mức giá sale shop xả shop đó là chỉ 100k thôi, 100k thôi các bác nhé. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã này. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được sale shop sản xuất cho các bác cái nhân dịp cuối năm, đó là cái mã bình rượu hoàng gia màu đỏ đấy nhá. Em về số lượng vô cùng là nhiều đầu thùng luôn cho các bác, để phục vụ các bác mua sắm thả ga không lo về giá cái dịp Tết cho em luôn. Các bác có thể quan sát giúp em vào màn hình ạ. Đây, đây là một cái bình rượu hoàng gia nhá, mang phong cách châu Âu, vô cùng là đẹp, vô cùng là tuyệt vời luôn. Sản phẩm này là màu vàng kèm màu đỏ đi theo nhá. Đấy, trên tay cầm là hình hoa lá tây này, vô cùng là mềm dẻo và sắc nét. Sản phẩm bình là cao cổ nhá, xuống dưới thì bình sẽ to lên và kèm theo đó là những cái họa tiết nổi bật được đính ở trên đấy nhá. Và mỗi một cái bình sẽ được đính hai viên đá sapphire như này cho em, mặt hai mặt nhá, nên các bác đặt ở mặt nào thì chúng ta cũng vẫn là đẹp, vẫn là sang trọng luôn. Và chân của nó thì ở đây các bác có thể quan sát, chân là chân bồng cho em như thế này nhá. Đấy, sản phẩm vô cùng là đẹp luôn, tích hợp 2 trong 1, chúng ta vừa có thể làm sản phẩm mà decor để trang trí cho cái không gian phòng khách cũng như là tủ rượu đấy, cái tủ thờ, hoặc là chúng ta có thể là làm cái chuyên chén thờ nhá, cũng vô cùng là tuyệt vời luôn, đặt lên cái ban thờ của mình thì cái phong cách cũng như là cái không gian thờ của chúng ta trở nên vô cùng là sang trọng và đẹp đẽ cho em luôn các bác nhá. Và kèm theo đó là cái khay của nó này, các bác có thể quan sát giúp em cái khay. Cái khay của nó được dập nổi hoa lá tây như này cho em nhé, với một màu vàng của hợp kim đồng loại một sáng bóng như này cho em luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Đấy, hợp kim đồng loại một vô cùng là sáng bóng và đẹp. 6 chén này, 6 chén kèm theo đó là một bình các bác nhé. Các bác lên đơn cho em bình rượu hoàng gia nhé, bình rượu hoàng gia màu đỏ. Em xin sale shop xả shop cho các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn, đó chỉ là 450k nhé. Các bác không nghe lộn nữa, chỉ 450k. Các bác lên đơn giúp em ạ.
Mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác đó là cái mã bông lúa điện rủ nhá, mới nhất năm 2024 cho em. Các bác nhìn thấy này, nhìn thấy lúa vàng là nhìn thấy sự ấm no, quây quần và hạnh phúc nhá, tài lộc, may mắn và bình an. Với thiết kế mỗi một bó là 10 cây cho em nhá, 10 cây lúa như thế này và mỗi một cây lúa là tỏa ra 6 nhánh lớn nhá. Đấy, gồm những cái bông lúa rủ như này vô cùng là tự nhiên và mềm mại cho em nhá các bác nhá. Đấy, thiết kế với những cái bông lúa nặng trĩu bông như này sẽ báo hiệu cho gia chủ một cái năm 2024 tiền tài như nước nha các bác nhá. Đấy, tấn tài tấn lộc cho em. Đấy, nổi bật với những cái ánh đèn led màu vàng như thế này. Đấy, một màu vàng vô cùng là ấm cúng nhá. Đấy, vô cùng là ấm cúng và trang trọng cho cái không gian thờ của gia chủ cho em luôn ạ. Thì các bác lên đơn luôn cho em với cái mã này, đó là cái mã bông lúa rủ nhá. Các bác có thể là mang về bày trên cái ban thờ gia tiên của mình, hai bên hai bó, hoặc có thể là thờ ở cái ban thần tài cũng rất là đẹp luôn cho em. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã cái bông lúa rủ 2024 này là 370k các bác nhé, 370k. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em muốn được gửi từ các bác đó là cái mã bình hoa center lưu ly đổi màu này các bác nhé. Tại sao em gọi là đổi màu? Thì trước mắt các bác có thể quan sát giúp em ạ. Đây là một bông hoa sen hình pha lê nguyên khối cho em với tất cả các góc cạnh này. Đấy, vô cùng là đẹp và nhiều màu sắc như thế này nhá. Và bây giờ các bác chú ý quan sát vào màn hình giúp em ạ. Khi em bật cái công tắc điện này lên thì các bác thấy sự thay đổi, đó là cái ánh hào quang tỏa ra, nó đổi màu các bác nhé. Nó đang từ màu xanh, nó sẽ chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu đỏ, màu tím. Thì với cái mã sản phẩm này, khi các bác để trên ban thờ thì nó sẽ tỏa ra một cái ánh hào quang. Đấy, một cái ánh hào quang vô cùng là sáng và rực rỡ cho cái không gian thờ nhà mình. Nó trở nên là tôn nghiêm, cao quý, vô cùng là tuyệt vời, phải không các bác? Đây, nó đổi màu luôn cho em nhé. Các bác có thể quan sát màu đỏ này, màu xanh này. Đấy, một cái ánh hào quang vô cùng là đẹp luôn. Và tiếp đến là phần thân. Phần thân của nó được làm bằng hợp kim đồng loại một cho em, vô cùng là sáng bóng và chắc chắn. Và cũng không kém phần mềm dẻo nhé. Đây các bác có thể quan sát giúp em ạ, không kém phần mềm dẻo luôn. Và trên thân thì kèm theo là lá, là đài cho em như thế này nha các bác nhé. Đấy, thiết kế vô cùng là tinh tế và bắt mắt cho em. Trên một bình này sẽ gồm 5 hoa nhé, 5 bông hoa lưu ly đổi màu, kèm theo đó là hoa, là lá, là đài. Tiếp đến là phần bình nha các bác nhé. Và tiếp đến là phần bình hoa các bác nhé. Bình hoa được làm bằng hợp kim đồng loại một cho em, vô cùng là chắc chắn và dày dặn nhé. Và tiếp đến là bên trong phần thân bình sẽ được gắn một cái đèn led tỏa cái màu ánh sáng vàng vô cùng là dịu mắt cho em nhé. Đấy, siêu tiết kiệm điện. Kèm theo đó là in những hình họa tiết 3D hoa sen, lá sen ở đây nha các bác nhé. Các bác có thể biết là hoa sen là một loài hoa vô cùng là thuần khiết và thanh cao các bác nhé, mang lại sức khỏe và bình an cho người chủ sở hữu nhá. Và cái phần đế bình của nó thì vô cùng là rộng rãi và chắc chắn như này. Các bác nhận hàng thì có thể kiểm tra hàng thoải mái cho em. Em chưa thấy cái mã đèn thờ nào mà em lại ưng ý và đẹp như cái mã này. Và với một cái mã đèn thờ hoa lưu ly đổi màu như này, em xin được gửi tới các bác với một mức giá đó là 2 triệu đồng. Đấy, các bác không nghe nhầm ạ, chỉ có 2 triệu đồng. Và cái sản phẩm này em đã đo kích cỡ rồi nhá. Nó cao 7 tấc các bác nhá, cao 70 cm cho em ạ. Đấy, các bác nhanh tay sở hữu luôn cho em cái cặp đèn thờ lưu ly đổi màu này nhé, để sử dụng trong cái dịp Tết này thì vô cùng là tuyệt vời rồi. Các bác lên đơn luôn cho em. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được gửi tới các bác đó là cái mã máy may mini gia đình này nhé. Một cái sản phẩm vô cùng là hữu ích luôn. Đấy, một sản phẩm thông minh và vô cùng hữu ích. Đầu tiên khi các bác nhận được hàng thì trong đai, trong kiện của nó sẽ đầy đủ cho em là một bàn ga như này nhé. Một bàn ga để đạp chân máy này. Đây, các bác cắm luôn ở vị trí bên trên giúp em như này nhé. Và tiếp theo là các bác sẽ nhận được một cái củ sạc như thế này. Các bác cắm bằng nguồn điện 220 cho em và tiếp đến là cắm xuống cái nút dưới nhá. Đấy, thế là chúng ta đã có một cái máy may để chúng ta sửa sang quần áo hay là may những cái đồ linh tinh mà chúng ta thích rồi. Vô cùng là tuyệt vời, không phải cầm ra tiệm mất thời gian nhé. Và trước khi may thì các bác hãy kiểm tra cho em là ở bên dưới nhá, nó sẽ có một cái suốt như thế này và bên trên nó sẽ có một cái suốt đánh chỉ như này nhá. Đây, em tặng các bác rất là nhiều những cái thoi suốt đánh chỉ rồi. 1, 2, 3, 4 kèm với 2 suốt ở bên trên là 6 suốt nha các bác nhé. Đấy, và bây giờ thì chúng ta đi vào may nha các bác nhé. Các bác lắp cái này vào cho em. Khi các bác muốn may ấy, thì các bác nâng cái chân vịt này lên cho em nhé. Để cho vải vào này, nâng cái chân vịt này lên. Đấy, và các bác xoáy cái kim này để cho cái kim này nó nâng lên như này. Và bắt đầu các bác nhét cái vải vào nhé, nhét cái sản phẩm mình muốn may vào ấy. Và bắt đầu này, các bác hạ chân vịt xuống cho em. Và các bác chỉ việc
Đấy, hạ chân ga như này thôi. Và chiếc máy may của chúng ta may này, các bác nhìn này, đường chỉ vô cùng đẹp nhất, vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy, may thoải mái luôn, sửa sang quần áo vô cùng là tuyệt vời luôn như này cho em nhé các bác nhé. Đấy, các bác có thể chỉnh như một cái con máy may mà khi chúng ta đi làm ở công ty vậy, tuyệt vời nhé các bác nhé. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã may mini. Đấy, tiện ích vô cùng luôn, con may mini gia đình này nhá. Thiết kế thông minh nhỏ gọn này, may vô cùng là tiện ích. Với một mức giá vô cùng là ưu đãi luôn, đó là 190k các bác nhé. Chỉ 190k cho con máy mini này thôi, em tặng kèm 4 suất nhé. Đó, yên tâm lên đơn giúp em. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, đó là cái mã nho sấy khô này nha các bác nhé. Này, các bác quan sát giúp em, quả vô cùng là đều đẹp như này luôn. Đấy, do là được đấy lấy từ trực tiếp trên cây, rửa sạch và sấy khô luôn, nên là nho giữ được cái vị thơm ngon, vị ngọt tự nhiên của nho nhá. Đấy, ngọt mát, ngọt thanh. Đấy, vô cùng là tuyệt vời luôn. Cái mã này các bác mua về nhân dịp Tết đến xuân về để tiếp khách, đón khách thì vô cùng là tuyệt vời luôn các bác nhé. Và các bác lên đơn luôn cho em với cái mã này là nho sấy khô nhá. Đấy, 1kg trên một túi như này luôn cho em. Và em xin được gửi tới các bác một mức giá, đó là 90k trên 1kg nha các bác nhé. 90k trên một bịch 1kg luôn cho em ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, đó là cái mã đèn hoa lưu ly đổi màu bên em mới về nha các bác nhé. Vô cùng thiết kế đẹp và độc lạ cho em. Đây, phần đầu tiên em xin để giới thiệu các bác, đó là cái phần đài hoa nhé. Được thiết kế với 3 tầng dày dặn và chắc chắn cho em. Được làm bằng pha lê nguyên khối trong suốt nhé. Với một thiết kế nó là một cái đèn LED siêu tiết kiệm điện, siêu bền ở bên trong cho em. Đấy, khi mà thắp lên thì nó sẽ tỏa một cái ánh sáng màu vàng hoặc màu đỏ vô cùng là dịu mắt như thế này nha các bác nhé. Và với phần thiết kế của cổ đèn này thì được làm bằng hợp kim đồng loại một sáng bóng nhé, màu vàng này. Đấy, màu vàng vô cùng là sang trọng và lịch sự, đẹp cho em như này luôn. Và với chân đèn, với chân đèn này các bác nhìn này, thiết kế vô cùng độc đẹp với lại những chú công. Đấy, những chú công, ba chú công nhá. Và thiết kế ở bên trong là cái ánh đổi màu nhá. Đấy, là một cái ánh đèn đổi màu cho em. Và khi để trên ban thờ như này thì nó sẽ tỏa ra cái ánh hào quang nhá. Tỏa ra cái ánh hào quang. Đấy, vô cùng là sáng như này cho em luôn. Pha lê nguyên khối cho em nhá, nguyên khối luôn các bác ạ. Đảm bảo vô cùng là chắc chắn và bền đẹp cho em nhá. Từ chân đến cổ này, đấy các bác có thể nhìn nhá, đổi màu cho em. Đấy, một cái ánh hào quang vô cùng là đẹp. Khi mà đặt xuống như này thì cái chân đế đèn vô cùng là rộng rãi và chắc chắn nhá. Đấy các bác nhìn này, tỏa ra ánh hào quang sáng chói như này cho em luôn. Và với cái mã đèn này em xin nó kích thước cho các bác luôn ạ. Đó là kích thước của nó là cao 30 cm nha các bác nhá. Mã đèn này cao 30 cm, vô cùng là tuyệt vời luôn. Và các bác lên đơn luôn cho em với cái mã đèn này. Nó có hai màu, đó là màu vàng và màu đỏ nhá. Các bác thích màu gì thì chỉ việc inbox cho em thôi ạ. Và em xin gửi tới các bác với một mức giá vô cùng là ưu đãi, đó là 350k với cái em cặp đèn 3 lớp và cao 30 cm này nha các bác nhá. 350k. Cái mã sản phẩm tiếp theo em xin được xả sốc cho các bác ngày hôm nay, đó là cái mã nồi hấp đa năng nhá. Tại sao em gọi nó là nồi hấp đa năng thì các bác hãy nhìn vào màn hình giúp em. Đấy, đây là một con nồi hấp đấy, vô cùng là dày dặn và sáng bóng đẹp như này cho em nhé. Đấy, bán kính của nó rất là to là rộng luôn, bán kính của nó lên tới tận 30 cm cho em nhé các bác nhé. 30 cm, đây em xin nó kích thước luôn cho các bác nhìn luôn. Đấy, 30 cm có thừa nhé, vô cùng là tuyệt vời và dày dặn cho em như thế này luôn. Khi chúng ta lắp lên như này nó sẽ là một con nồi hấp. Và khi chúng ta bỏ cái nồi hấp này ra nhé các bác nhé, bỏ cái nồi hấp này ra, chúng ta đậy cho nó vào, nó lại trở thành một cái con nồi luộc gà vô cùng là tuyệt vời và rất cần trong cái dịp cuối năm chúng ta luộc gà đấy, hoặc là nấu nướng nhà có công có việc thì chúng ta sử dụng cái con nồi này thì cũng quá là tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Hàng loại một cho em, hàng loại một dày dặn sáng bóng. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng đấy mới phải thanh toán cho em, không đẹp các bác cho quay đầu, em không nói một lời nào luôn. Chưa có một cái mã nồi nào mà em thấy nó đẹp và nó dày dặn như cái mã nồi này luôn nha các bác nhé. Em dám tự tin luôn. Em cho các bác nhìn là được làm bằng ni lông nguyên khối cho em nhé. Tay cầm thì vô cùng là chắc chắn và cách nhiệt như thế này luôn ạ. Và đây, với cái quả kính của nó, với cái quả nắp của nó thì các bác nhìn này. Đấy, cũng là ni lông nhá, rỗng, cách nhiệt cho em. Với cái mặt kính là mặt kính cường lực vô cùng là chắc chắn, có lỗ thoát khí hơi khi mà chúng ta luộc nhá. Và viền của nó là một cái gioăng. Cái gioăng này được làm bằng ni lông cho em luôn. Đấy, khi đặt một cái nồi như này thì nó vô cùng khít và chắc chắn dày dặn. Đấy, tránh thoát khí để nồi nhanh sôi hơn, dùng vô cùng là tuyệt vời luôn các bác nhé.
Đấy, mi nốt loại màu sáng bóng như này luôn cho em, dày dặn đấy. Các bác có thể luộc bánh chưng cũng rất là ok luôn nha các bác nhé. Luộc bánh chưng, luộc gà, có công có việc chúng ta nấu nướng hay là sử dụng mà đồ sôi hấp làm tất cả mọi thứ nhé, vô cùng là tuyệt vời. Và với cái mã nồi này em đang bán là 550k, hôm nay em xin xả sốc cho các bác luôn, xả sốc với một mức giá vô cùng là ưu đãi, đó là 520k em bao ship kèm tặng các bác một phần quà, các bác lên đơn luôn cho em đi ạ. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái mã bếp nướng điện săn hao này nha các bác nhé. Thật sự là cái mã hàng này lần trước thì các bác đã ủng hộ em quá là nhiều rồi, các bác mua lại giới thiệu, các bác mua lại giới thiệu đấy, vô cùng là sử dụng vô cùng là tuyệt vời và đơn giản luôn nha các bác nhé. Với cái thời tiết xe lạnh này, các bác hãy sắm ngay cho em cái con bếp từ này để quây quần bên gia đình với một món nướng đổi vị nhé. Thì bây giờ em xin đi vào chi tiết sản phẩm. Với cái mặt của nó là được phủ một lớp đá hoa cương chống dính cực kỳ tốt cho em. Với bác nào đã sử dụng các dòng của săn hao thì các bác biết rồi đấy, vô cùng là tuyệt vời, chống dính cho em nhé, 100% luôn. Khi sản phẩm nướng là những cái sản phẩm mà dầu mỡ thừa hay đồ cháy là chúng ta gạt ra đây để hất ra với tay cầm cách nhiệt nhá các bác nhá. Đấy, và sử dụng thì vô cùng là đơn giản luôn, các bác có thể nhìn vào màn hình giúp em ạ. Đây, các bác chỉ việc vào cắm cho em cái con củ điện này vào cái lõi này của nó thôi nhá. Đấy, cắm vào cái lõi đầu này như thế này và điều chỉnh cái nhiệt độ vừa đủ cho em. Đây là cái nút không của nó bắt đầu này. Đấy, các bác muốn nướng nhanh thì các bác vặn cho em lên nút 5. Khi nào sản phẩm đã chín mà chúng ta muốn giữ ấm thôi hoặc giữ nóng đấy là chúng ta vặn về nút 1, nút 2 cho em. Và đặc biệt cái sản phẩm này là một cái sản phẩm vô cùng là thông minh nha các bác nhé. Khi mà đủ nóng, đủ nhiệt là dơ len sẽ tự ngắt cho em, tự ngắt dơ len để chống cháy nổ, vô cùng là an toàn khi sử dụng nha các bác nhé. Các bác lên đơn luôn cho em với cái mã bếp nướng săn hao này nhé. Đấy, bếp nướng săn hao này em xin gửi tới các bác một cái mức giá vô cùng là ưu đãi luôn, chỉ có 350k. 350k là các bác đã sở hữu cái con máy, một cái con chảo nướng săn hao này rồi. Cái mã đầu tiên em muốn gửi tới các bác đó là cái mã nồi sáp thế hệ mới nhất nhá. Cái mã này là cái thế hệ 668 mới nhất của bên sáp nhá. Thì như các bác có thể quan sát và nhìn thấy này, em về cái màu này là màu lông chuột nhá. Đấy, sẫm như này. Thì khi các bác dùng và sử dụng thì nó không bị bẩn đâu. Đấy, vô cùng là tuyệt vời luôn. Này, và bây giờ em xin đi vào chi tiết sản phẩm cho các bác nhá. Khi các bác muốn mở ra thì các bác có thể ấn cái nút cơ này cho em này. Đấy, ấn cái nút cơ này là nồi cơm sẽ tự động mở ra cho em. Và cái đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy này, đó là một cái khay hấp nha các bác nhé, vô cùng là tiện khi các bác muốn hấp một khoai hay bánh bao hay là hấp bất cứ một cái món gì nha các bác nhé. Tôm cua cá thì các bác cho em ít nước vào trong nồi này và đặt cái khay hấp này lên và ấn nấu như nấu cơm bình thường là các bác đã có một cái món hấp đổi vị rồi nhá. Và tiếp theo ở bên trong cái nồi cơm này thì nó có một cái dây điện dài khoảng 1 mét này, một cái môi xới cơm và tiếp đến là một cái gáo múc nước như này cho em nhé các bác nhé. Thì đây em sẽ lật cái này ra cho các bác nhìn này. Đấy, cái nồi này vô cùng là đẹp luôn cho em, vô cùng là dày dặn và đẹp nhá. Men của nó này tráng đấy, bởi vì là cái thế hệ mới nhất nên là cái men của nó cũng rất là ok nhá, chống nhãn này, chống khê đáy nồi cho em nhá, vô cùng là tuyệt vời với cái lớp men chống dính 5 lớp như thế này cho em. Đấy, vô cùng là dày dặn nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể quan sát này. Đấy, nhìn cái nồi rất là ok luôn, 1.8 lít nhưng vẫn có thể nấu đến 2.2 lít nha các bác nhá. Thì như các bác quan sát thấy này, cái đĩa điện của nó vô cùng là rộng để làm sao để cái nhiệt của nó tỏa ra ok nhất. Đấy, để mà khi mình nấu cơm thì nó sẽ nhanh chín nhanh sôi nhưng vẫn giữ được cái vị ngọt của cơm nhá, vô cùng là ngon và mềm dẻo cơm cho em. Đấy, các bác nhìn cái nắp nồi này, các bác quan sát cái nắp nồi cho em này. Cái nắp nồi này nhá cũng vô cùng là tiện dụng nhá, cái giòn cao su của nó vô cùng là dày dặn như thế này để giữ nhiệt cho cái nồi cơm đấy. Và chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra để vệ sinh như này nhé các bác nhé. Hoàn toàn có thể tháo ra vệ sinh cái nồi cơm này, vô cùng là tuyệt vời luôn cho em. Và sau khi xong xuôi đâu đấy thì chúng ta lại lắp vào vị trí cũ như thế này. Đấy là nồi cơm của chúng ta quá là ok luôn rồi các bác nhé. Đấy, cái nắp gioăng là nó sẽ giữ nước này, giữ hơi nước này. Và nó sẽ giữ nhiệt và giữ hơi nước. Và nó sẽ dồn nó truyền để nó chảy nước ra đằng sau này các bác nhé. Vô cùng là tiện luôn, không bị chảy nước vào nồi cơm, chống nhã chống khê cho mình luôn. Đấy, và với cái mã sản phẩm này, nhà bác nào mà đã sử dụng cái nồi cơm Thái thế hệ trước thì các bác biết rồi đấy, vô nấu cơm vô cùng là ngon, vô cùng là tuyệt vời luôn. Và với cái mã mới này thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Đấy, vô cùng là dễ sử dụng, các bác chỉ việc là cắm cho em, cắm cái nguồn điện này vào cái nguồn điện 220 thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được bình thường rồi. Nút thì sử dụng nút cơ nha các bác nhé, vô cùng là dễ sử dụng luôn cho em. Đây, khi các bác nấu rồi các bác ấn xuống, đây sẽ là điện để bào nấu nha các bác nhé. Còn đây là sẽ quay vào điện ủ này,
ủ ấm nồi cơm để thêm ngon, thêm mềm dẻo cho chúng ta nhé. Và với cái mã nồi cơm thế hệ mới nhất của bên Sáp này thì em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 550k nhé các bác nhé. 550k các bác lên đơn cho em nồi cơm Sáp thế hệ mới nhé. Mã sản phẩm tiếp theo em gửi tới các bác đó là cái mã nồi Đức nhập khẩu này các bác nhé. Đây, bộ nồi nhập khẩu Đức 6 món như hình nha các bác nhé. Vô cùng là đẹp luôn, đẹp từ chất lượng cho đến mẫu mã luôn. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết sản phẩm để các bác nhìn ạ. Đây, đây là cận cảnh một cái con nồi nha các bác nhé. Đấy, được làm bằng thép chống dỉ cho em. Thép chống dỉ vô cùng là dày dặn sáng bóng như thế này, có thể soi gương được luôn các bác ạ. Đấy, vô cùng là dày dặn như này cho em. Đế của nó là đế 5 lớp các bác nhé. Chống khê này, chống cháy cho em. Đấy, dập nổi như thế này. Đấy, thương hiệu Đức luôn. Thì với cái đáy nồi này các bác có thể đun với mọi loại bếp cho em nha các bác nhé. Đun với mọi loại bếp cho em. Và cái tay cầm và cái nắp vung các bác nhìn cho em này. Đấy, nổi bật luôn. Được tráng men mạ vàng, vô cùng là đẹp. Nếu mà đặt trong cái căn bếp thì đảm bảo là nhìn sang hẳn cái căn bếp nhà mình lên luôn. Và cũng vô cùng là dễ dàng và sử dụng nhé. Với cái con nồi to nhất này em sẽ đo cho các bác này. Con nồi to nhất này có thể là để luộc gà, luộc các đồ to, nó vanh của nó là 26 nha các bác nhé. Đấy, vanh của nó là 26, vô cùng là tuyệt vời. Tay cầm và tay bắt này là khi đun nấu là chúng ta sờ vào không hề bị nóng đâu các bác nhá. Đấy, nhà em cũng đang dùng, vô cùng là tuyệt vời. Đây, và cái tiếp theo là cái con chảo này, được mạ đá hoa cương như này cho em. Đế của nó cũng vô cùng là dày dặn 5 lớp như thế này nhá. Và cũng bắt được mọi loại bếp luôn. Các bác nhìn tay cầm của nó này. Đấy, tay cầm của nó vô cùng là sáng bóng đẹp. Đấy, bác nhìn quá là lung linh lộng lẫy luôn. Dày dặn. Cái vỏ này, cái vung của nó thì được làm bằng kính cường lực các bác nhé. Kính cường lực như này cho em. Đấy, có lỗ thoát khí này. Tay cầm được trắng men mạ vàng như thế này. Đấy, chúng ta dán thì chúng ta có thể nắp vào như này để tránh dầu mỡ nó bắn nha các bác nhé. Thiết kế vô cùng là tinh tế cho em luôn. Cầm cái chảo nó chắc chắn lắm. Vô cùng là thích mắt và tuyệt vời luôn. Và với cái con chảo này em xin nó kích thước cho các bác đó là, kích thước của nó cũng là 28 nha các bác nhé. 28 luôn cho em. Đấy. Và cái con nồi tiếp theo này, các bác có thể nhìn này, cấu trúc là như nhau nhá. Từ vung cho đến nồi này, vô cùng là sáng bóng, xoay gương luôn, xoay. Đấy, từ đáy nồi này. Và em cũng xin đo cho các bác cái vành của con này nó là 22 các bác nhá. Với cái con nồi này thì chúng ta dùng để nấu canh. Đấy, nấu canh hoặc luộc các món thì tùy. Còn với cái con nồi này thì em sẽ đo cái vành của nó xem nào. Vành của nó sẽ là 20. Đấy, để các bác phù hợp là luộc, nấu canh hoặc là rang thịt nhé. Tùy cái mục đích sử dụng của các bác thôi. Đấy, và cái con nồi đây, một cái con nồi này bé cuối cùng thì các bác cũng mua về để rang thịt hay tùy mục đích sử dụng. Vành của nó là 18 các bác nhé. Đấy, nhà 5 người mà muốn ăn 6 món thì đây sẽ là cái giải pháp. Và cái nồi cuối cùng này, đấy, chúng ta để nấu súp, nấu bột, nấu mì, nấu, nói chung là nấu cả thế giới vào đây cho em đều rất là ok nha các bác nhé. Vô cùng là dày dặn, sáng bóng và đẹp như này cho em. Nó là căn bếp vô cùng là nổi bật luôn. Đấy, sang trọng cả căn bếp nhà mình lên luôn. Và với cái bộ nồi Đức nhập khẩu 6 món như hình, đấy, như này, em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 670k các bác nhé. 670k các bác lên đơn cho em là chỉ cần sắm nguyên bộ nồi này thôi là các bác không phải sắm bất kỳ một cái loại nồi nào nữa trong căn bếp của mình nhé. Từ nồi luộc đến chiên xào cho đến nấu canh cho đến rang thịt hay là hầm súp nấu mì thì nó đều có tất cả ở đây rồi các bác. Chỉ cần sắm nguyên một em này thôi là các bác không phải sắm thêm một cái gì nữa. Mà thiết kế thì vô cùng là sang trọng và tinh tế cho em nhé các bác nhé. Thì các bác lên đơn cho em bộ nồi Đức 6 món 670k các bác nhé. Mã siêu phẩm tiếp theo em gửi tới các bác đó là cái mã đèn lồng cầu điện này nhá, tự xoay nhá các bác nhá. Nó vô cùng là đẹp luôn các bác nhìn cho em này. Ở bốn xung quanh được bao bọc bởi đèn led nhá. Đấy, được bao bọc bởi cái đèn led lập trình và nó quay tự động nhá các bác nhá. Nó có cầu xoay xoay tự động. Và một cái điều đặc biệt vô cùng đó là các bác nhìn lên bờ tường cho em. Đó, các bác nhìn lên bờ tường cho em. Các bác chỉ cần treo một quả cầu này ở sân hoặc ở cổng thôi thì nó sẽ tỏa sáng khắp cái vùng ấy luôn. Các bác nhìn nó là chớp là nháy. Đấy, nó sẽ tỏa sáng này. Tỏa, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, vô cùng là đẹp luôn. Đấy, một màu đỏ, một màu ấm cúng, một màu mùa xuân nhá các bác nhá. Ở dưới của nó này bao gồm cả đèn led trên cổ và đèn led dưới cầu cho em nhá. Và ở dưới đây lại có một cái chớp như thế này, chớp đổi màu cho em nhá. Thì ở dưới cái nền nó cũng tỏa. Đấy, các bác nhìn trên bờ tường không? Vô cùng đẹp và lạ mắt luôn cho em. Với cái mã cầu điện này thì em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 380k với con vanh 80 này nhá. Vô cùng to, vô cùng đẹp. Đấy, ở trên đây cũng khắc những chữ này vạn sự như ý, phúc lộc thọ này, lộc này. Đấy,
rất là ý nghĩa luôn. Hoa văn này, đấy, dập nổi hình cá chép luôn các bác nhá. Đấy, vô cùng là đẹp. Các bác lên đơn cho em cầu điện tự xoay nhá, 380k cái con vanh 80 này thôi ạ. Em siêu khuyến mãi cho các bác ạ. Các bác lên đơn luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo muốn gửi tới các bác đó là cái mã sản phẩm đèn lồng cánh bướm này nhá. Một cái mã sản phẩm mới nhất bên em mới nhập về luôn các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, có những cái cánh này rất là rộng và bên trong có chứa đèn led này, cài lập trình nhấp nháy luôn, vô cùng đẹp. Và chiếc cầu này tự xoay bác nhá, bên trong nó có động cơ, nó sẽ tự xoay và có đèn thắp sáng bên trong cho em như thế này. Và nó có những cái biểu tượng của mùa xuân, ví dụ hoa đào này, cá chép này, thần tài này. Đấy, ghi rất nhiều những cái chữ mà rất là nhiều ý nghĩa nhá. Ví dụ như tài, lộc, phúc, thọ này. Đấy, vô cùng đẹp cho em. Được kết hợp cả đèn nháy dưới cổ và dưới đáy này nhá. Và tiếp theo nó là một cái bộ rèm mành ở dưới như thế này, bao gồm cả một cái đèn đổi màu chiếu sáng ở dưới nữa. Chỉ cần một con đèn này thôi các bác nhé, là các bác treo ở đâu cũng nổi bật, treo ở đâu là cũng thấy mùa xuân và treo ở đâu là cũng đẹp nha các bác nhé. Các bác lên đơn cho em đèn lồng cánh bướm, em xin gửi tới các bác mức giá là 380k với cái con vanh 70 này nha các bác nhé. Đấy, các bác lên đơn luôn cho em ạ. Mã sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái mã bình rượu đế vương này các bác nhé. Đấy, nhà em sẽ bán đi theo cặp như thế này, ví dụ như là bên này là cặp rồng này và bên này là cặp phượng này. Các bác mua về để lên ban thờ đấy thì vô cùng là đẹp và tuyệt vời luôn. Nó là rượu thờ nha các bác nhá. Bên trong chứa 1 lít rượu cho em và bên trong lõi của nó là bằng thủy tinh nhá, để các bác đựng rượu cho nó thơm nó ngon. Và bên ngoài thì được ốp những cái hình hoa văn hình rồng hình phượng như thế này, đường nét vô cùng là tinh xảo và đẹp cho em nhá các bác nhá. Đấy, rồng này, rồng này, phượng này, đấy, mây này, được đính đá sapphire nhé, vô cùng là đẹp cho em. Đấy, ở cái phần đế của nó thì là có hình con hổ phù nhé, hình hổ phù này, đấy, hình trầu nhé, vô cùng là đẹp mắt luôn. Và cái lớp bên ngoài cùng của nó là nhựa meca màu trong suốt để bảo vệ cái bình rượu này nhé. Và đây là cái nắp này, đấy các bác nhìn này, đấy là phượng, còn đây là rồng nhé các bác nhé. Họa tiết vô cùng là đẹp, vô cùng là tinh tế luôn cho em. Đấy, đính đá đẹp vô cùng. Đấy, với cái cặp mà rượu như này các bác mua về và bày lên ban thờ nhà mình thì nó vô cùng là đẹp, vô cùng là sang trọng và nó tôn lên cái vẻ uy nghi của cái không gian thờ nhà mình nha các bác nhé. Và cái sản phẩm này khi chúng ta thắp hương xong thì chúng ta cũng thể lôi ra để sử dụng cái rượu nhé. Rượu bên trong uống cũng vô cùng là ngon luôn. Đây các bác nhìn. Đấy, với cái cặp này, cặp rồng phượng này, em xin gửi tới các bác với một cái mức giá vô cùng là ưu đãi nhá, là 500k trên một cặp này cho em nhé. Chỉ có 500k thôi là chúng ta đã có 2 lít rượu ngon cộng với một cái sản phẩm vô cùng là tinh tế như này để bày trên ban thờ nhà mình nhá. Đấy. Và một siêu phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái máy xay sinh tố cầm tay như thế này nha các bác nhá. Vô cùng gọn và tiện như này cho em. Đấy, vừa xay này, khi tháo ra là có nắp và cái vòi uống như thế này nhá. Vô cùng là tiện, vô cùng là sạch nhá. Đây, các bác có thể dùng này, mang đi du lịch cho em này. Đấy, mang đi chơi, đi du lịch hoặc là bỏ túi sách đi làm cũng vô cùng là tuyệt vời và gọn tiện luôn. Thế bây giờ em sẽ xin đi vào chi tiết của cái sản phẩm này nhá. Thì cái sản phẩm này ở bên trong thì sẽ có 2 cối các bác nhá. 2 cối như thế này cho em. Đấy, đảm bảo là xay cho 2 người ok luôn, hoặc là chúng ta xay dứa, xay dâu thì mỗi loại 1 cốc chẳng hạn. Đấy. Thì các bác tha hồ sử dụng nhá. Thì còn đây là cái lõi xay của nó. Này. Với cái sản phẩm này này, nó là cái sản phẩm thông minh nhá, máy xay thông minh, ví dụ như thế này. Đấy, bật lên là nó sẽ không chạy đâu các bác nhá. Để nó phòng chống là khi các bác bật là nó bị va, nó sẽ bị chém vào tay đấy các bạn. Nó là sản phẩm thông minh vô cùng là tuyệt vời cho em. Đây, các bác hãy xoáy vào như này cho em nhá. Xoáy chặt vào như này cho em. Đấy, theo cái đường gioăng này cho em. Đấy. Các bác nhìn này, nhỏ gọn tiện lợi vô cùng. Nên là các bác ấn nút này cho em này. Đấy, thì bắt đầu là máy sẽ xay nhá. Máy sẽ xay như này cho em. Đấy, vô cùng là tuyệt vời. Và ấn đi là ok rồi. Và chúng ta mở ra và chúng ta chỉ việc lắp cái nắp này vào như thế này là chúng ta đã có một cái cốc nước, cốc sinh tố vô cùng là tuyệt vời rồi. Đấy. Và chúng ta uống nhá, vô cùng là tiện lợi, có quai sách luôn cho các bác nhá. Này, có quai sách luôn cho các bác như thế này. Các bác uống thì bật cái này lên như thế này nhá các bác nhá. Đấy, vô cùng là tiện lợi luôn. Đấy, vô cùng đẹp. Và với cái mã hàng tiện lợi này, vô cùng thông minh này, đấy thì em xin gửi tới các bác một mức giá đó là 150k nha các bác nhá. Các bác lên đơn luôn cho em máy xay sinh tố cầm tay 150k.